Theo tin tức mới nhất từ nhà báo thể thao chuyên theo dõi mảng chuyển nhượng uy tín hàng đầu châu Âu, Fabrizio Romano, Lionel Messi cuối cùng đã đồng ý với những điều khoản trong bản hợp đồng mà câu lạc bộ Paris Saint-Germain đề nghị. Dự kiến siêu sao người Argentina sẽ có mặt ở Paris trong ít giờ tới. Lionel Messi sẽ ký bản hợp đồng 2 năm đến tháng 6 năm 2023, kèm điều khoản tự gia hạn 1 năm, cùng mức lương một mùa là 35 triệu euro sau thuế. Trong bài đăng của mình trên trang Twitter, nhà báo Fabrizio Romano cũng cho biết, sau khi Messi chính thức chia tay Barcelona, thì Paris Saint-Germain là đội bóng duy nhất liên hệ với Messi. Barcelona đã chậm trễ trong việc giữ chân cầu thủ này, dù đã để giám đốc điều hành Ferran Reverter đến đối thoại với hy vọng cuối cùng nhằm giữ chân siêu sao của mình. Những hình ảnh của Messi bên ngoài sân Nou Camp cũng đang dần bị gỡ bỏ, và những người hâm mộ Barcelona đã đứng ở phía bên ngoài sân để nhìn hình ảnh Lionel Messi trong màu áo Barcelona lần cuối. Lúc này, giới truyền thông đang tập trung rất đông tại các sân bay ở Barcelona và Paris để có thể cập nhật những hình ảnh mới nhất về vụ chuyển nhượng hiện đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới này.